các bạn đã quay trở lại với Bí Quyết Đẹp Trai và mình là Hữu Huân. Và hiện tại đang là thời điểm cuối năm rồi và có rất nhiều những mẫu tóc, những kiểu tóc rất là thời thượng, rất là hay để cho anh em thử trong dịp cuối năm này. Tuy nhiên thì có một số anh em đã lỡ cắt phăng đi cái mái tóc của mình và hiện tại đang muốn nuôi tóc dài trở lại thì sao? Hoặc là những anh em khác đang muốn nuôi một mái tóc dài để phù hợp hơn trong cái thời điểm lễ Tết như thế này. Hoặc đơn giản, anh em là những người đang có một mái tóc hơi mỏng, hơi yếu một chút và thường xuyên bị gãy rụng thì cái chủ đề ngày hôm nay sẽ cực kỳ hữu dụng đối với anh em. Và qua đó anh em sẽ biết được những cái sai lầm, những cái lầm tưởng từ những cái kiến thức truyền miệng từ mọi người với nhau, hay là anh em thỉnh thoảng xem những bí quyết mọc tóc dài trên mạng. Vậy thì những cái bí quyết đấy có thực sự đúng hay không? Thì anh em hãy theo dõi chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ giải đáp hết tất cả cho anh em. Và sai lầm đầu tiên mà mình thường hay nghe mọi người nhắc đến nhiều nhất, đó là việc đi cắt tóc sẽ kích thích cho tóc mọc nhanh hơn. Anh em cần phải hiểu rõ như thế này: chúng ta đi cắt tóc nghĩa là chúng ta sẽ cắt tỉa lại cái phần ngọn, và tóc thì được mọc từ phía phần chân. Vậy thì cắt tóc đâu có liên quan gì đến việc mọc tóc. Thông thường mình thấy tất cả những em nào đang muốn nuôi tóc thì thường dừng lại hết toàn bộ cái việc đi cắt tóc của mình. Và các bạn biết không, cái phần ngọn tóc của chúng ta ấy, nó luôn luôn bị hư tổn và nó bị trẻ ngọn theo thời gian. Và một khi mà tóc của các bạn đã bị trẻ ngọn rồi thì có dưỡng bằng trời thì cũng không thể nào nó hồi phục lại được. Và tóc của chúng ta bị hư tổn hay bị trẻ ngọn thì nó sẽ làm chậm lại cái quá trình phát triển của tóc. Nên vậy cái cách tốt nhất đó là chúng ta phải cắt bỏ đi cái phần tóc hư tổn và trẻ ngọn đó. Và việc cắt tỉa tóc không giúp cho tóc của anh em sẽ mọc dài hơn nhé, mà nó sẽ giúp cho tóc của anh em được phát triển một cách khỏe mạnh hơn và nó không bị hư tổn nữa. Ngoài ra thì nó sẽ không bị làm giảm cái quá trình mọc tóc. Và sai lầm thứ hai mà mình thường hay nghe thấy đó chính là gội đầu nhiều sẽ kích thích mọc tóc. Đây cũng là một cái lầm tưởng khá là phổ biến khi mà anh em nghĩ rằng chúng ta gội đầu hàng ngày thì sẽ giúp cho tóc phát triển nhanh hơn, mau hơn. Nhưng mà thực tế thì sao? Ở trong dầu gội có chứa rất nhiều hóa chất tẩy rửa, và việc chúng ta gội đầu hàng ngày thì nó sẽ rửa trôi đi những cái lớp dưỡng chất tự nhiên của da đầu. Vốn là những cái lớp dưỡng chất này nó giúp cho việc phát triển tóc và bảo vệ da đầu của chúng ta. Vậy thì việc gội đầu và trong đó có chứa rất nhiều hóa chất tẩy rửa, nó sẽ làm trôi đi hết cái dưỡng chất này và nó khiến cho tóc của các bạn trở nên nó bị khô hơn, bị giòn hơn và dễ gãy rụng hơn. Vậy thì nếu tóc của các bạn nhanh bị hư tổn, dễ gãy rụng hơn thì làm sao mà có thể phát triển nhanh chóng được? Thế thì nếu như chúng ta không thể gội đầu hàng ngày thì sao? Như mình đã nói ở một số video trước, đó là cái thời điểm thích hợp nhất để anh em gội đầu đó là khoảng từ 2 cho đến 3 ngày thì mới nên gội đầu một lần. Và mình cũng có thử áp dụng một số phương pháp khác để khiến cho tóc của chúng ta khỏe hơn. Đó là vào những cái ngày mà chúng ta không sử dụng dầu gội đầu thì chúng ta có thể sử dụng dầu xả để làm sạch mái tóc của chúng ta, vẫn đẹp và vẫn giữ được độ ẩm cần thiết cho mái tóc. Hoặc là các bạn cũng có thể đổi loại dầu gội của mình. Như mình đã nói thì hiện tại những dầu gội trên thị trường có rất nhiều hóa chất tẩy rửa. Vậy thì việc mà anh em đổi sang một dầu gội lành tính hơn, ít hóa chất hơn sẽ tốt hơn cho mái tóc của các bạn. Và các bạn có thể sử dụng dầu gội lành tính giống như Johnson Baby. Đây là dầu gội vốn dành cho trẻ em và nó có chứa rất ít hóa chất độc hại. Và cái điều thứ ba các bạn có thể tìm ở trên mạng rất nhiều, đó chính là những loại thuốc mọc tóc. Những loại thực phẩm chức năng này có bày bán rất nhiều trên thị trường. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa trên Google thôi sẽ cho ra hàng nghìn kết quả. Và đấy, họ quảng cáo rất nhiều về công dụng của mình. Tuy nhiên thì vẫn chưa có bất kỳ một tin tức chính thống nào xác nhận là cái việc chúng ta uống những thực phẩm chức năng nó sẽ có hiệu quả mọc tóc thật. Và ngoài ra còn chưa kể đến những tác dụng phụ khi mà các bạn sử dụng những thực phẩm chức năng. Và mình cũng có xem qua thì những tác dụng phụ có thể kể đến ví dụ như là vô sinh chẳng hạn. Vậy thì với hiệu quả mà chưa được kiểm chứng cũng như là có thể mang lại tác dụng phụ cho các bạn thì chúng ta nên chọn một cái chế độ ăn uống làm sao để cho nó vẫn mọc dài được tóc và nó lành tính hơn. Đó là các bạn hãy sử dụng những thực phẩm có chứa nhiều protein như từ thịt và từ cá hay là từ trứng, sữa. Và nó an toàn, lành tính hơn rất là nhiều và nó cũng kích thích cho... Và nó an toàn, lành tính hơn rất là nhiều so với việc bạn sẽ sử dụng những thực phẩm chức năng kia. Ngoài ra thì nó còn ngon nữa. Tiếp theo đó là dưỡng tóc bằng các loại dầu và các tinh dầu. Mình tìm hiểu trên mạng thì cũng có những loại tinh dầu có thể kích thích mọc tóc. Và cách sử dụng thì thường chúng ta sẽ dưỡng từ phần thân tóc, nghĩa là phần giữa nhá, cho đến phần ngọn.
Và cái việc chúng ta dưỡng từ phần thân cho đến ngọn, nó cũng chỉ giúp cho tóc của các bạn được cung cấp thêm chất dinh dưỡng, cung cấp thêm độ ẩm và nó chắc khỏe hơn. Nó cũng không hoàn toàn liên quan đến việc da đầu của chúng ta hay là kích thích nang lông để cho tóc phát triển được cả. Tuy nhiên, nếu như các bạn muốn dưỡng cho mái tóc của mình được chắc khỏe, đen óng ả và mượt hơn thì cũng có thể sử dụng những tinh dầu từ thiên nhiên, ví dụ như tinh dầu bưởi đã được dùng từ rất là lâu đời rồi, và nó cũng chỉ để cho tóc của các bạn được khỏe hơn thôi. Vậy thì cái việc làm sao để cho mái tóc của chúng ta được kích thích, đó là các bạn hãy bỏ ra khoảng tầm 5 phút mỗi ngày thôi, hay là từ ngay trong lúc gội, các bạn hãy dùng những đầu ngón tay này và xoa lên trên phần da đầu. Nó sẽ kích thích lưu thông các mạch máu để khiến cho các nang lông ở trên tóc này của chúng ta sẽ được phát triển hơn và dễ dàng mọc tóc hơn. Và điều thứ 5 đó là để tóc khô tự nhiên. Các bạn luôn được khuyên rằng chúng ta nên để tóc khô tự nhiên, như vậy nó sẽ tốt hơn cho tóc và nó tránh được những nhiệt độ từ máy sấy khiến cho tóc của chúng ta dễ bị khô, mất độ ẩm và dễ gãy rụng. Mình đồng ý rằng việc tóc chúng ta khi mà tiếp xúc phải nhiệt độ cao từ máy sấy sẽ rất là dễ bị mất độ ẩm và khô. Tuy nhiên thì các bạn cần phải biết điều này, đó là khi mà tóc ướt nó sẽ dễ dàng bị đứt và bị gãy rụng nhiều hơn so với khi tóc còn đang khô. Và đặc biệt là khi tóc còn đang ẩm mà chúng ta nằm lên trên gối sẽ càng khiến tóc dễ bị gãy rụng hơn rất là nhiều. Nên vì vậy mình có một tip mà muốn chia sẻ cho anh em, đó là chúng ta hãy sấy khô qua, hoặc là chúng ta sử dụng một cái khăn bông thật là khô để thấm bớt nước đi. Khi mà tóc nó còn hơi ẩm một chút thì chúng ta có thể để tự nhiên cho tóc nó khô dần. Ngoài ra thì việc mọc tóc nhanh nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý của các bạn. Các bạn nên tránh gặp những stress quá là lớn, nên nghỉ ngơi thật là nhiều để cho tóc của chúng ta có thể phát triển một cách tốt hơn. Ngoài ra thì bổ sung những thực phẩm thật là cần thiết cho chính các bạn, và điều đó sẽ khiến cho tóc của các bạn được mọc một cách tự nhiên và chắc khỏe hơn. Để khiến cho mái tóc của các bạn được phát triển một cách chắc khỏe thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sản phẩm, đó là dầu gội và dầu xả kích thích mọc tóc Ozen. Đây là bộ sản phẩm sẽ khiến cho tóc của các bạn được kích thích một cách khỏe mạnh và không có chứa quá nhiều những hóa chất tẩy rửa. Và mình sẽ để link sản phẩm phía bên dưới, nếu như các bạn quan tâm thì hãy click vào đó và mua nhé. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về những sai lầm hay là những lầm tưởng khi mà các bạn được nghe từ truyền miệng là làm sao để có thể kích thích tóc mọc nhanh hơn. Và nếu như các bạn yêu thích những nội dung như thế này, hãy ấn ngay nút subscribe để ủng hộ kênh 30sai TV. Và đừng quên, đối với những người lần đầu tiên đến với 30sai thì hãy áp dụng code giảm giá 20%. Và đừng quên, đối với những người lần đầu tiên đến với 30sai thì hãy sử dụng code giảm giá 20% cho lần sử dụng dịch vụ đầu tiên của mình. Sau khi các bạn vào trang đặt lịch 30sai.com và chọn cái khung giờ cắt tóc thì ở dưới có phần ô nhiệm mã, hãy điền code 30sai TV tại đó. Và chúc anh em có được một mái tóc thật là đẹp và chắc khỏe để ăn Tết này nhá. Còn bây giờ thì cũng là lúc kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.